Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đi pick up đôi zebra. Đây là Tuấn, bạn của mình. Bây giờ thì hai đứa mình đi vô tiệm Finish Line. Thì nghe em nói là ở tiệm này đang có vài đôi sit ở ngoài store. Bây giờ tụi mình đi vô để pick up xem có cái gì hay trong này không. Let's go. Size nhỏ tao hốt à? Cái này là 7, 8 này. Cái này 8. Nhỏ nè. Bốn. Chơi luôn. Chơi luôn. Bốn. Ok. Bốn hả? Bốn, ừ. Bốn. Bốn là được rồi đó. Bốn này con gái tao. Tao đang muốn hốt mấy size nhỏ mà. Vậy là còn 2 size, 1 size 8, 1 size 4 à? Mỗi người một đôi à. So, mấy đôi cuối rồi. Còn một đôi size 8 nữa. Còn 8 là skip luôn. Là có ngày gì mà ship ngoài store. Zebra màu đẹp mà đúng không? Dạ, yeah, màu đẹp. Zebra đẹp. Zebra đẹp, dễ bật. Bây giờ mình đang đi xa một cái mall khác để mà đi ship up cái size 8.5 mà mình raffle chúng ngày hôm qua. Ngoài ra thì hai đôi nữa mình trúng raffle ở cái mall hơi xa, cách đây khoảng tiếng đó. Thành ra không có thời gian đi lấy. Bây giờ thì đi lấy cái này. Thì tình hình sáng nay thì trên mạng mua cũng khó đúng không? Hay trên mạng sáng nay nhiều người không mua được. Tại vì ở Mỹ là release chậm một tuần. Mỹ này release chậm một tuần so với International. International là tuần trước rồi. Mỹ thứ 6 tuần này là ngày 16 này mới ra. Thành ra là thấy trên mạng adidas.com thì sold out lẹ, nhưng mà ở champs.com hoặc finishline.com thì cũng còn nghe tụi nó nói là eBay cũng còn. Yeah. Thì tình hình là bây giờ là ai mà có on hand này thì bán ở trên StockX, bán trên GOAT đã được giá lắm, còn nếu mà đợi đến tuần tới á thì giá sẽ xuống rất là nhiều. Thành ra là bây giờ là thời điểm tốt để mà pick up để mà đi bán. Thì nói chung là cũng good day. Yeah. Ok, bây giờ đi ra mall kia coi sao. Bye. Food locker. Ê, maybe nó quay nó hỏi tao cái giày với tao. Quay nó không. Hello my friend, how are you? How are you doing today? Yeah. Are you work here? I work here. Oh, okay. I'll go pick up my pay. This guy right here is your friend. Check in. How's your friend? Thank you. Oh, I'm so sorry. How are you? Good. It's right here. That's the... So if nobody pick up, I can buy it at 6 o'clock. After 6. Okay, là 3 giờ. So I'm gonna give you a ticket, so if anything you can 6 o'clock we're gonna do a raffle, whatever sizes we have left over, if anything. But we don't know what size is there, but alright. So this is for the raffle of 6. Mm-hmm. Okay. So do you explain the ticket for sale? Yeah. Ticket of 6. No sitting. $49. Yeah, that. The rough. $49. Sáng. Good morning. Hey guys.
Everything good? What's up? What's good? Okay, what's up? Okay. Okay, good. I already did my thing. Right, like that. Hey. Ở chat bút 4.0 rẻ quá à, 119 kiếm coupon bỏ vô chắc dưới 100 mày có không? Tao có 4 cái. Cái này đó nè. I think this is the woman side. Panda better. Chắc mình muốn thử để coi có không? Chắc bên này nè. Ok, có kìa. No, không có 87, có 55 nè. 55 cái này. Cho coi coi. MQK Techno. Con này size 8.5 luôn này, size mình luôn này. Nhiều người request mình review đi. Đây này. Iconic. Iconic luôn. Iconic daddy shoe. Iconic barbecue. Iconic dad shoe. Đeo con này vô. Đi con này. Đeo con này vô. Chắc đập, tao hỏi mày đâu. Chết rồi 700. Chicken wing khi nào xong. Đập chết rồi 700 luôn. Ấy mấy con Adidas kia giống con bầy không? On sale, man. This is so sitting here. All black, man. Ooh, black suede, you know. This is not all resistance. This is not all resistance. Hey, there. Multicolor, sit there. Uh-huh. Multicolor. Con này tao có ở nhà nè. Chưa đi bao giờ luôn. Sai mấy. Oh, you're from here. Thank you. Oh, okay. Wanted to make money. Okay. I'm just saying. Big NMD target này. Có thời nó ra cái pull tab bằng da. So comfortable. Cái này nó cả. Không biết sao nó không có làm pull tab bằng da nữa. Chán quá. Khu bên này là chuyên bán đồ basketball. Foam jean nè mấy. Trong này có foam. Con này đó hot. Tôi khoái mấy con Kobe 10 này đẹp. Đến đeo. Sao? Khoái mấy giày basketball hả? Nhìn mày bự mới đeo mấy giày này được. Tao đeo nhìn gớm. LeBron. Nhưng mà cũng nặng. Tao thích giày nhẹ nhẹ. Mày chơi basketball lâu lâu. Lâu lâu đơn về ba cái thôi. Biết chơi không? Vậy biết chứ. Sao? Lâu lâu đơn về ba cái thôi. Sao? Nó buồn quá đều. Sesame. Không ai care. Không ai thèm. Không lâu ai lâu gặp chứ. Vài thằng liếc đẻo. Đeo hàng xịn ra mà. Đéo ai care chứ. Lâu lâu mang hàng xịn ra không ai thèm nhìn. Buồn. Food luôn. Ok, bây giờ thì mới pick up được quả đôi ở Food Locker. Nãy giờ mình có đi vòng vòng chỉ cho các bạn một số món đồ trong Food Locker. Thường lâu lâu có người đi cùng đó là quay giùm mình. À, thì cái anh vừa rồi là Jordan, một người bạn của mình đang sống ở vùng của mình thôi. Bây giờ người ra xe. Đứng quay thì người ta
cần parking thế là phải nhường parking cho người ta đi là nhanh rồi lên xe ra ngoài xe này ngồi nói chuyện thì dễ nói chuyện hơn. Thì đó, ngày hôm nay thì mình rất là ngẫu nhiên thôi, từ buổi sáng ngày mình đi làm mình không thể ra mình cop online á, tại vì mấy cái order của The Hive Store thì mấy anh em bên kia take care hết rồi, thành ra mình không phải lo là đi cop. Thì mình hỏi mấy anh em cần size gì không thì mình đi, thì vô tình là có size 4 có người order, rồi size 8.5 thì của cá nhân mình, thì mình đi để mình có thể là mình sẽ review. Sáng ngày ra thì mình đi hai tiệm này thôi, ngoài ra thì còn một tiệm nữa ở bên Jamesport cách đây khoảng hơn tiếng lái xe, đi tiếng về một tiếng là hơn 2 tiếng lận, thành ra mình sợ mình không thể ra, chắc mình bỏ luôn đôi size bên đó. Thì ngày hôm nay mình quay rất là ngẫu nhiên thôi, mình để máy ở trên xe. Lúc mình nảy ra cái idea là đi quay này á, thì thực sự mình còn không mang cái thẻ nhớ với cả pin trong máy, thành ra là cái pin trong máy hiện giờ có lẽ cũng sắp hết pin rồi. Thì thực sự là ngày hôm nay mình quay rất là ngẫu nhiên cái video ngày hôm nay thôi. Thì ngoài ra thì có về cái chương trình là giveaway 10.000 subscriber, thì qua đây thì mình rất là cảm ơn những bạn đã luôn luôn mà theo dõi và quan tâm cái channel của mình. Thì mình hứa là khoảng độ ngày mai hoặc ngày kia thôi thì mình sẽ post cái video về chương trình là giveaway. Thì thể lệ của chương trình thì các bạn để xem cái video đó để mà có thể tham gia cái chương trình giveaway này. Thì cái chương trình giveaway này không giới hạn vùng miền, không giới hạn về độ tuổi, thành ra là tất cả mọi người có thể tham gia sử dụng nhiều account để có thể tham gia cũng được. Thực sự mình không quá quan tâm về vấn đề đó. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở video ngày hôm nay thôi. Thì nếu mà bạn thích video của mình thì nhớ là like and share. Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình. Nhớ comment ở dưới những gì bạn nghĩ về cái video ngày hôm nay. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.